Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông Phan Văn Vấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã chỉ đạo phòng Giáo dục đào tạo, phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh xác minh làm rõ vụ việc một giáo viên của trường mầm non trên địa bàn có hành vi không đúng mực với trẻ ngay trong lớp học. Trước đó ngày 30 tháng 9, trường Mẫu giáo xã Bình Chánh nhận được đơn tố cáo của một phụ huynh có con đang theo học tại đây. Trong đơn, phụ huynh cho biết con đi học bị cô đánh và dặn về nhà không được nói với cha mẹ. Gia đình yêu cầu nhà trường cùng các cơ quan chức năng trích xuất camera để làm rõ vụ việc. Nhà trường sau đó thành lập tổ xác minh, qua đó cô PTNH, giáo viên thừa nhận sự việc được nhắc đến trong đơn tố cáo cô hát giải trình. Các giờ hoạt động trong ngày, bé chưa hợp tác cùng cô và hay chạy đùa dẫn với bạn. Riêng trong giờ học tiết thơ, bé không đọc thì tôi có dùng tay tác động nhẹ. Tôi chỉ dùng tay nên không được xem là bạo hành, khi nào tôi dùng cây đánh mới là bạo hành. Theo báo cáo của trường, trích xuất camera cho thấy cô hát có hành động như trong đơn tố cáo vào ngày 23 tháng 9. Nữ giáo viên này sau đó chủ động gặp phụ huynh và ba lần đề nghị rút đơn. Ngoài ra, tổ xác minh cũng phát hiện nữ giáo viên này còn có hành động trên với các trẻ khác trong lớp vào các ngày 23, 24 và 26 tháng 9. Lãnh đạo trường cho biết đang làm việc với cô Hát để làm rõ và xử lý theo quy định. Luật giáo dục quy định, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có 4 hình thức kỷ luật với giáo viên nếu bị kết luận vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.